Dạ con xin kính chào tất cả cô chú đến phiên bán hàng của con ngày hôm nay. Thì hôm nay con có số mặt hàng chia sẻ của chú mình nha. Như là đầu tiên là có quế trắng tháng 8 nè. Có kiều tím nguyên bản, kiều tím được hai hình kiều tím, được hai hình trâu Bình Thuận nha anh chị nha. Đó, quế trắng tháng 8 nguyên bản như đây nè. Đó, tiểu hồ điệp nè. Đó, mỹ dung dạ hương và hoa ăn cam. Với lại hoàng nhạn tháng 4. Đó. Rồi em cũng xin vô sơ lược hình 1 nha anh chị nha. Hình số 1 là 150k em bao cước nè. Một cây quế, hai cây quế trắng nè. Ba cây quế trắng nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 cây quế trắng nè. Giá 150k em bao cước cho một phần như thế này nha anh chị nha. Một nè. Hình số 2 nè. Đó, một nè. 2 3 nè, đó quế trắng 8 nha. 4 nè. 5 nè. 6 nè. Và 7 cây nè. Một phần như thế này cũng 150k bao cước. Quả hình số 3 giá 150. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Có cây này tiềm năng. 5 nè. 6 nè, nụ đồ có luôn. 7 nè, cũng 150k em bao cước nha. Một phần như thế này thì 150 em bao cước. Mã số 3. Qua hình số 4 là em có quế trắng 8 hàng chip nha anh chị nha. Đó, hàng giống. Mã số 4 giá 120 cây. Đó, 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè, đẹp lắm. 5 nè. 6 nè. 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, mẹ con luôn nè. 11, 12 nè, đó, mẹ con luôn. 13 nè, 14 nè. 15 nè. 16 nè, 17 nè, 18 nè. 19 nè và 20 cây nha anh chị nha, hàng chip rất là đẹp. 130k em bao cước. Qua hình số 5 giá 250k. Đó là một cái cục kiều tím nha anh chị nha. Mỗi cục kiều tím coi thân tơ đã kìa. Thân tơ, thân lá quá, thân lá. Rồi, 250 bao cước cục kiều tím thì siêu đẹp. Qua hình số 6 giá 150. Là đây, một về kiều tím. Giá 150 bao cước. Hàng này hàng rồi. Qua hình số 7, đây em có hai con trâu Bình Thuận. 1 2 con. Đó, giá 180k. Qua hình số 8 giá 230 nè, cặp này thì to hơn nè. Đó. Này được 4 con. Đây có cái con nữa nha anh chị nha. Đó. Mã số 8 giá 230 bao cước nè. Cặp này cặp Bắc Bình. Hai con, 4 con này Bắc Bình. Bắc Bình Bình Thuận. Mã số 9 giá 300. Một cục với 80 bản siêu to, hàng đang có nụ nha. Đó, một cây con, hai cây con. Và bên dưới đây một cây con là ba, nó có cái lan lạ gì ở đây nè. Cái thân nó vuông đét anh chị. Không phải kiều đâu nha. 300k em bao cước. Qua hình số 10 giá 150 nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè, hàng chip nguyên bản. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 là hai con nè. 9 nè và 10 con chip mà nó hơn ngọn thì nó hơn nha. 10 cục. Chốt cho em giá 150k em bao cước. Qua hình số 11 giá 150 luôn nè. Một về quế trắng tháng 8 là một mẹ là ba con. Cái lá này hơi lỗi tí xíu, ngắt bỏ đi. Đó. Vàng này nó hơi bị dập nhẹ nha. Còn cái vàng con đẹp lắm. Đây thêm cây rễ là 2 nè. Cây rễ là 3 nè, cây rễ là 4 nè. Một cục khúc khúc nguyên bản là 5 nè. Rồi 150 em bao cước. Qua hình số 12. Có hình tiểu hồ điệp đang nụ cho anh chị siêu tầm nha. 1. Đó, đang có nụ nè anh chị thấy không? 2 nè. 3 nè. 4 nè, nguyên một về luôn anh chị. Nguyên một về này là 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn, 6 ngọn, 7 ngọn, 8, 9 ngọn.
Cả mẹ con là 9 ngọn, dĩ 3 ngọn là 12 ngọn, 150 bao cước. Mã số 12. Quả hành số 13 giá 150k. Một cục Mỹ Dung Dạ Hương nguyên bản, hai cục Mỹ Dung Dạ Hương, ba cục Mỹ Dung Dạ Hương nguyên bản. Giá 130k, 150k bao cước. Quả hành số 14 giá 160 nè. Một nè. Cục là một cặp luôn nha anh chị nha. Một góc nó lên đó, trời đang lên thêm cái con nữa nè anh chị thấy không? Nó đang lên thêm cây con nữa đó. 14 giá 160 bao cước. Quả hành số 15 giá 140. Đó, một phần Mỹ Dung Dạ Hương rồi, một cây nè. Hai cây nè. Ba cây nè. Bốn cây nè. Năm cây nè. 6 cây là một cặp luôn nha anh chị nha. 6 cây. Giá 140 em bao cước. Mã số 16 giá 130 nè, 20 cây nha, hàng trung nha. Hai cái hàng trung, hàng nói chung tất cả đều ra hoa rồi, hàng già lắm rồi. Nhưng mà tại vì nó ăn nắng anh chị, rồi thợ rừng nó cái thân này rất dài, nó cắt còn ngắn ngắn vậy. Đó anh chị thấy không? Nó cắt ngang ngắn ngắn thôi. 3 nè. 4 nè, hàng này xếp như hải yến. 5 nè. 6 nè. 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, y hải yến. 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 cây. Thì một đống trà bá như thế này về anh chị có thể làm một lũa không thôi là làm một cái chậu siêu to luôn. Một chậu thì chắc không hết. Chậu hết rồi phải chậu 40-50. 150, 130 bao cước nha. Quả hành số 17 giá 200. Một chậu hoàng nhạn tháng 4 rất là đẹp, 3 cây như thế này. Đó. 3 cây như thế này nha anh chị nha. Đó, 200 em bao cước, chậu móc lan đầy đủ. Rất là đẹp. Ở đây hình số 18 cũng 200 nè. 1, 2 nè, 3 nè. Đó, 200 em bao cước cho 3 cây hoàng nhãn tháng 4 này. Đó, đầy đủ yếu tố, lan, móc, chậu. Về treo tưới nước chơi. Mã số 200. Mã số 18, 200. Mã số 19 là 180 ngàn nè. Cho một giò hỏa cam hàng nguyên bản bỏ chậu thuần nè. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây có ngọn con rồi nè. Không tính. Đó, tính 9 ngọn thôi. Giá 180 bao cước. Và hành số 20. Ơi. Giá 130. Một cái cục Mỹ Dung Dạ Hương 3 ngọn. 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn. Đó, một cục nguyên bản 1. Về đặt chậu chơi luôn. Giá 130. Và hành số 21. Giá 150. Một cặp nè. Đó, cục này là một cặp luôn nha. Và cục này là một mẹ hai con nè. Rồi 150k cho cặp này. Bao ship. Tất cả đơn hàng ở đây là bao ship hết nha anh chị nha. Quả hành số 22 giá 180 cho 3 cây hoàng nhạn tháng 4. Đó, một chậu 3 cây hàng thuần hết rồi nha anh chị nha. Hoàng nhạn ở đây cũng là hàng thuần nè. Nhưng mà cái này hàng thuần trong cục gỗ cho nên em bỏ cho thêm vô cái chậu cho nó hấp dẫn. Giờ anh chị khỏi thay. Đó. Rồi, 22 giá 180 bao cước. Rồi, hôm nay em có 22 hình. Anh chị nào xem được đơn hàng nào thì ủng hộ em ạ. À. Em chào tất cả anh chị ạ. Chúc anh chị có ngày mới thật là vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình luôn nha.